siêu thị giày dép Thức Hoài xin giới thiệu với tất cả các anh chị một cái dòng sản phẩm giày da vàng bò rất là đẹp, chất lượng, mời các anh chị xem. Đấy, đôi giày dáng có đẹp không các anh chị? Đấy, chất lượng nhá. Mình giới thiệu qua, đây là một miếng da thật 100%. Đấy, đường kim mũi chỉ, các anh nhìn thấy chị có thấy đẹp không ạ? À, rất đẹp và sắc nét, chất lượng này, đường kim mũi chỉ, ép đế này, đường ép đế này rất là đẹp nhá. Đấy, đôi giày này nó sẽ bắn một tí xi vào mũi này để cho nó hơi loang tí, trông cho nó đỡ chóe. Đấy, cho nên là chất lượng các anh chị yên tâm. Sản phẩm này là có mã số mã vạch đàng hoàng nhá, có hóa đơn chứng từ cẩn thận cho tất cả các anh chị nhá. Sản phẩm Made in Việt Nam. Chất lượng thì có bảo hành 1 đổi 1. Chúng tôi sẽ bảo hành như thế là 1 là nổ da, 2 là gãy đế, 3 là bật mép. Đấy, chúng tôi sẽ đổi cho tất cả các khách hàng trong 1 tháng. Nếu mà sản phẩm này bị tình trạng như thế thì chúng tôi sẽ đổi cho tất cả các anh chị một sản phẩm y chang, mà các anh chị không mất bất cứ một loại đồng tiền phí nào, kể cả từ phí ship hay mang đến tận nơi cho tất cả các anh chị. Đấy, cho nên là chất lượng thì cũng đã được cam kết như thế. Đấy, và hơn nữa chúng tôi sẽ có một cái dòng sản phẩm nước chống khô chân để tặng cho tất cả các anh chị. Đây là một nước nọ nước chống khô chân của công ty Biển Vàng Vi Diệu. Đấy, tặng cho tất cả các khách hàng. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng thì hãy để lại số điện thoại. Để lấy quà tặng thì hãy để lại số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ gọi điện ngay sau ít phút. Hoặc các anh chị vào trang Itumi Diệu Thức Hoài. Đấy, chúng tôi sẽ có những chương trình giới thiệu trong đó. Thì các anh chị hãy bấm vào chữ đăng ký kênh. Để mỗi lần chúng tôi phát lên nó sẽ có như thế là chương trình quà tặng, chương trình giới thiệu sản phẩm giày dép và chương trình giới thiệu sản phẩm về rượu. Và các những nỗi buồn vui trong đó chúng tôi đã chia sẻ lên để trao đổi kinh nghiệm cho tất cả các khách hàng, cho tất cả các bạn bè cách thức đầu tư làm ăn ở trong đó. Rồi hôm nay thì Thức Hoài sẽ giới thiệu như thế, và cũng không quên chúc tất cả các anh chị em một ngày làm việc mà thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhớ yêu thương Thức Hoài nhá, bấm vào chỗ đăng ký đây. Xin chào.